người thân mến, thì qua theo dõi cuộc thi của bạn thì chúng tôi thấy được rằng sự cố gắng đầu tư và chọn lựa những cái nội dung sở trường, những nội dung mà các bạn có tâm huyết để đầu tư trong cái nội dung của mình, phần nội dung thi tiểu học thì chúng ta có một số nội dung cần lưu ý như sau. Thứ nhất là phần biểu diễn tiểu học, do là có đầu tư vào cái nội dung của sân khấu, các bạn nên tính toán với những hình ảnh sân khấu, với những nội dung sân khấu, đặc biệt là sân khấu mình có màn hình, mình có thể tận dụng cái chuyện đó để mình tăng thêm tính hấp dẫn của tiểu học của mình. Tuy nhiên thì các bạn trong cái chỗ này mà chọn lựa chỉ có hình ảnh này là không hẳn là phù hợp với lại cái khung cảnh mà mình đặt ra. Cái nhà đó không phải là cái nhà đó, là cái kiến trúc của nhà đó là ở khu vực của Bắc Trung Bộ, còn các bạn đang thể hiện những giọng của các bạn thể hiện á thì là ở khu vực của Nam Bộ là nhiều, cho nên nó là do cái hình ảnh nó không có thể gần gũi với lại người nhìn, nó không có tăng được tính hấp dẫn trong phần thi này. Tuy nhiên thì trong nội dung của bạn chọn là nội dung thuyết phục gia đình, tôi cho rằng cái việc này là hết sức hấp dẫn nếu như bạn có vừa gắn kết giữa màn hình với lại cái nội dung bạn thuyết phục gia đình. Cái bạn đang thực hiện đó là phải biết một làm sao những người gia trưởng này để đồng thuận cho bạn, đồng ý cho bạn theo nghề thiết kế thời gian. Bạn có thể chọn cách khác hơn là cách mà bạn đang chọn là có một giải thưởng rồi người gia đó đồng ý cho mình. Ví dụ trong căn tư nghĩ là nếu mà bạn sử dụng được hiệu ứng của mình, bạn giới thiệu cho người gia về những thời gian qua hình ảnh của bạn đọc được những sản phẩm, những tác phẩm, những cái nội dung của bạn có thể thiết kế được, bạn giới thiệu người gia để người gia thấy được rằng cái khả năng của mình là đạt ở mức độ cao, là cái mức độ mà có thể phát triển được, thì đó tôi nghĩ là nó sẽ có sức lực tốt hơn cho cái khán giả, thuyết phục hơn cho người gia để cho người gia có sử dụng linh hoạt. Tôi cho rằng nó là tốt hơn so với lại cái phần biểu diễn của mình. Trong cái nội dung thuyết trình đó, bạn cũng cần lên đầu tư thêm là nhất định là bạn sẽ làm gì, bạn có nghị lực, bạn có quyết tâm và phương pháp bạn làm gì để bạn được đạt được cái mục tiêu đó, thì từ đó chăm bố thêm một câu hỏi để đặt ra cho bạn thân huyền, đó là bạn hãy cho biết là suy nghĩ của cá nhân mình về nhu cầu cũng kiện thì bé thì cũng sẽ đi theo, nhưng mà học sinh
thì nên nhấn mạnh những cái suy nghĩ là bạn có gợi ý đó, bạn thấy rằng là các bạn hiện nay các bạn trẻ để đáp ứng được nhu cầu của các bạn.